Lê 1 2 4 5 6 7. Lê 1 2. Rồi, em xin mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở về với cả bên em. Và tiếp tục video ngày hôm nay, em xin phép giới thiệu đến cho tất cả các bác, cũng như là nhân cái dịp nghỉ lễ Tết mùng 2 tháng 9 này nhá, em sẽ lên video và em sẽ lên kênh với 3 combo vang và mic giao lưu với tất cả bác, cũng dành gửi tặng quà cho ba bác nào may mắn đang đi tìm vang cũng như đang đi tìm mic để chơi, thì các bác có thể tham khảo sản phẩm này bên em ngày hôm nay các bác nhá. Và đầu video bác ủng hộ cho em like và nhớ đăng ký kênh ở phía dưới của em nhá. Rồi, đầu tiên thì em có một bộ mic, đó chính là ở đây em có một mã mic là mã mic ETC với mã là E9. Đây là một dòng mic mới các bác nhá. Đây là một dòng mic mới hàng chính hãng của ETC các bác này. Hàng chính hãng ETC được bảo hành 1 năm cho bác yên tâm sử dụng luôn. Lỗi 1 đổi 1 trong 1 tháng. Đấy. Cái bộ mic này hiện tại bên em đang cung cấp với mức giá là 1.300.000 đồng. Nhưng mà nhân dịp nghỉ lễ các bác nhá, nhân dịp nghỉ lễ và cũng như là tặng các bác, thì cái bộ mic này nếu như các bác mua lẻ, ngày hôm nay em để cho bác 3 bác thôi, với mức giá là 1.200.000 đồng một bộ các bác nhá. 1.200.000 đồng một bộ, bên em vẫn miễn phí ship luôn. Và các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán cho em thoải mái luôn, được chưa? Cắm thử và alo cho em, được chưa? Đấy, đầu thu thì hiển thị đầy đủ thông số cũng như là vạch pin luôn. Kể cả tay mic cũng vậy nhá, tay mic cũng hiển thị vạch pin các thứ đầy đủ hết. Alo, tiếng mic là sóng nhảy luôn bác nhá. Đấy, alo, 1, 2. Tiếng cực kỳ hay luôn, và với mức giá 1.200.000 đồng bộ miễn phí ship. Nhận hàng anh em cắm thử vào alo cho em, nếu không đúng như quảng cáo giả về cho em luôn, được chưa? Đấy, sản phẩm tiếp theo đó chính là 3 chiếc vang số BBS K1000S. Sản phẩm này thì em bán rất là nhiều rồi, đây cho bác xem. Sản phẩm này em bán rất là nhiều rồi. Và cái sản phẩm vang bãi của BBS này nó là hàng chính hãng, cho nên là sản phẩm này nó rất là hiếm. Và hiện tại nhà em đang cung cấp sản phẩm này với mức giá là 1.800.000 đồng. Đấy, thế nhưng mà ngày hôm nay nhá, trong cái dịp cuối tuần cũng như là cái dịp mà nghỉ lễ này, thì các bác ở nhà chơi rất là nhiều đúng không ạ? Thì nhân dịp này thì em gửi tặng 3 phần quà cho ba bác nào yêu thích dòng sản phẩm vang số BBS K1000S này. Đấy, em để cho ba bác nào thực sự nhanh tay nhé, liên hệ cho em với mức giá là 1.600.000 đồng một chiếc. Đấy, em chỉ bán 3 chiếc duy nhất thôi, 1.600.000 đồng một chiếc. Đấy, nếu như các bác mua combo cả vang cả mic ngày hôm nay nhá, con vang 1.600.000, bộ mic 1.200.000 là tổng là 2.800.000 đúng không ạ? Các bác ưu tiên cho bác nào lấy cả vang cả mic, được chưa? Em để cho bác 2.700.000 đồng một combo này luôn. 2.700.000 đồng một bộ vang và một bộ mic không dây của ETC E9, được chưa? Đấy, để cho bác có thể là tham khảo và các bác chơi. Đấy, cái này là em giao lưu các bác và em chỉ dành 3 suất thôi. Nói chung là chỉ có 3 con vang và 3 bộ mic em bán mức giá này để giao lưu bác. Thứ nhất là cuối tuần, thứ hai nữa là trong cái dịp nghỉ lễ 29 này, được chưa? Để cho mọi người tham khảo và chơi. Và bây giờ em sẽ thử test cho tất cả các bác nghe thử chất lượng âm thanh của cái bộ mic cũng như là chiếc vang này. Ở đây em đang đứng trước loa các nhá. Đây em đang đứng trước loa. Em có một đôi loa bãi này. Đôi loa bãi này thì thực ra là em bán chỉ có 7 triệu thôi, nó rất là rẻ tiền, nó không có gì cả. Đấy. Rồi cục đẩy LFD này chỉ có gọi là ship 3 triệu thôi. Như vậy là một bộ này em lên thì nó chỉ ngoài 10 triệu tí thôi. Cho nên em test chất lượng thanh để cho các bác có thể cảm nhận được chất lượng nhá. 2.700.000 đồng cá vàng cá mít, quá rẻ. Alo, 1, 2, 6, 7, lên. Người nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mù. Trong cơn mơ chiều nay, còn thầm thế này. Những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mây này, giọt sầu rơi mây mang trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tơ trời, bơ vơ trong chiều hoàng gọi thầm tên nhau. Chiếc lau xa cây giờ còn bay về nơi phương Tây, người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về trong những lúc có đơn trở về, nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười ngờ ngây, nhớ về trong trên vui nhớ mong
trông chờ trở về chốn xưa. Trọn cả suốt đời này ta vẫn vương cớ về Ali, 1, 2, 6, lê. Đấy các bác, em test trực tiếp luôn, em đứng trước cái bộ loa karaoke ngày hôm nay lên cho tất cả bác để hát thử cũng như là để test chất lượng âm thanh. Cho mọi người tham khảo cái bộ mic cũng như là con vang cực kỳ hợp lý ngày hôm nay lên cho bác nhé, dành gửi tặng cho ba bác nào may mắn muốn sở hữu mic này, hay là ba bác nào đang đi tìm vang rồi các bác đi tìm combo vang và mic, thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý cho tất cả các bác nhé. Và các bác lưu ý em báo giá lại cho tất cả mọi người tham khảo này. Con vang ngày hôm nay bình thường em bán 1.850.000 đúng không ạ? Đấy, các bác em bán thì các bác đã biết rồi, theo dõi kênh là biết rồi. Ngày hôm nay em dành 3 suất cho ba bác với mức giá 1.600.000 đồng một chiếc thôi. Đấy. Và bộ mic ETC E9 bình thường là 1.300.000 đúng không ạ? Hôm nay em để các bác giá 1.200.000 đồng bộ. Em bán 3 bộ trong cái combo ngày hôm nay lên cho tất cả bác nhá. Cả vang cả mic như trong video em hát đây là 2.700.000 đồng thôi. Đấy, 2.700.000 đồng bao ship dây giắc phụ kiện đầy đủ bác. Vang bảo hành 6 tháng, mic bảo hành 1 năm, được chưa? Ok chưa? Và mọi người nếu như bác nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại trên bài viết bác nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.